Hakeby chỉ trích các chính sách của Biden gọi chúng là cực hình đối với giới trẻ. Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy sự nhiệt tình của Đảng Cộng hòa vượt qua Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Cuộc gây quỹ của Trump dự kiến sẽ phá kỷ lục, củng cố sự ủng hộ của GOP. Huckabee chỉ trích các chính sách của Biden, gọi chúng là cực hình đối với giới trẻ Thưa quý vị, cựu thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee đã không ngừng chỉ trích các chính sách của Tổng thống Joe Biden, đặc biệt khi nói đến tác động của chúng đối với giới trẻ nước Mỹ. Phát biểu với Newsmax hôm thứ Tư, Huckabee khẳng định rằng những người trẻ tuổi sẽ phải chịu cực hình nếu ủng hộ 4 năm nữa của chính quyền Biden. HKB chỉ ra những khó khăn kinh tế mà thanh niên Mỹ dưới thời ông Biden phải đối mặt, nêu bật các vấn đề như giá thuê nhà tăng cao, khó khăn trong việc mua nhà và ô tô, cũng như chi phí nhiên liệu ngày càng gia tăng. Ông nhấn mạnh những thách thức mà giới trẻ gặp phải khi mua ô tô điện đắt tiền trong bối cảnh thiếu cơ sở hạ tầng cho các chạm sạc. Ngoài ra, Huckabee chỉ trích cách xử lý vấn đề nhập cư của Biden với lý do lo ngại về an toàn công cộng và nhận thức về sự thiếu kiểm soát biên giới. Theo Huckabee, các chính sách của Biden đã không mang lại lợi ích hữu hình cho giới trẻ Mỹ, khiến họ vỡ mộng và hoài nghi về viễn cảnh thêm 4 năm nữa dưới sự lãnh đạo của ông. Ông cho rằng việc Biden không có khả năng giải quyết những vấn đề cấp bách này đã làm xói mòn sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi. Nhận xét của Huckabee lặp lại những quan điểm gần đây của chiến lược gia James Carville của đảng Dân Chủ, người thừa nhận sự ủng hộ ngày càng giảm đối với đảng Dân Chủ trong giới trẻ. Quan sát của Carville nhấn mạnh sự bất mãn ngày càng gia tăng đối với đường lối của đảng và sự lãnh đạo của đảng, đặc biệt là trong giới trẻ. Hơn nữa, Huckabee nêu lên lo ngại về tác động tiềm ẩn của ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. đối với nỗ lực tái tranh cử của Biden. Ông gợi ý rằng các cử tri trẻ vỡ mộng có thể nghiêng về phía Kennedy, coi ông như một sự thay thế khả thi cho các chính sách của Biden. Bất chấp những khác biệt về hệ tư tưởng, Huckabee thừa nhận trí tuệ và cách tiếp cận thấu đáo của Kennedy đối với các vấn đề chính sách. Ông khen ngợi Kennedy vì những quan điểm được ghi chép rõ ràng của ông, đối chiếu chúng với những gì ông cho là sự lãnh đạo thiếu thực chất của Biden. Khi phê bình các chính sách của Biden, Huckabee nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét thực chất hàm ý của chúng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ưu tiên kết quả chính sách hơn là cân nhắc chính trị. Ông cho rằng việc Biden không giải quyết được mối lo ngại của giới trẻ Mỹ có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng tái tranh cử của ông. Nhìn chung, những nhận xét của Huckabee nhấn mạnh sự bất mãn đối với nhiệm kỳ tổng thống của Biden, đặc biệt là ở các bộ phận dân cư bị ảnh hưởng bởi các chính sách không hiệu quả của ông. Khi bối cảnh chính trị phát triển, những thách thức mà chính quyền Biden phải đối mặt tiếp tục định hình dư luận và ảnh hưởng đến động lực bầu cử. Cuộc thăm dò của Gallup cho thấy sự nhiệt tình của đảng Cộng Hòa vượt qua đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Thưa quý vị, kết quả khảo sát gần đây của Gallup chỉ ra rằng đảng Cộng Hòa thể hiện sự nhiệt tình hơn đảng Dân Chủ đối với cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới, tạo ra một không khí đầy hứa hẹn cho đảng Cộng Hòa khi cả nước chuẩn bị cho một cuộc đối đầu chính trị quan trọng. Theo kết quả của Gallup, 59% đáng kể đảng viên đảng Cộng Hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng Hòa bày tỏ sự nhiệt tình cao độ đối với việc bỏ phiếu vào năm 2024 so với 4 năm trước. Ngược lại, chỉ 35% cử tri GOP cho biết họ giảm nhiệt tình đối với chu kỳ bầu cử này. Điều này nhấn mạnh ý thức cam kết mạnh mẽ của các cử tri bảo thủ. Trong khi đó, trong số các đảng viên đảng Dân Chủ và những người độc lập nghiêng về đảng Dân Chủ, 55% cho thấy mức độ nhiệt tình ngày càng tăng khi tham gia cuộc bầu cử năm 2024, với 42% thừa nhận mức độ nhiệt tình đã giảm. Sự khác biệt này đã khiến đảng Cộng Hòa có lợi thế hơn 11 điểm so với đảng Dân Chủ về tỷ lệ nhiệt tình thực sự, phản ánh sự tham gia nhiệt thành của những người ủng hộ GOP. Sự nhiệt tình dân cao của đảng Cộng Hòa là điềm báo tốt cho triển vọng của đảng, đặc biệt là khi cựu Tổng thống Donald Trump tự coi mình là một đối thủ đáng gờm chống lại Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc sắp diễn ra. Với sự nổi tiếng lâu dài của Trump, và sự ủng hộ vững chắc của giới bảo thủ, Đảng Cộng hòa dường như đã sẵn sàng khai thác động lực này và thu hút các cử tri ủng hộ họ. Phân tích của Gallup nhấn mạnh vai trò then chốt của lòng nhiệt tình đảng phái trong việc định hình kết quả bầu cử. Với dữ liệu lịch sử cho thấy mối tương quan giữa sự nhiệt tình tăng cao và thành công bầu cử, khi chiến dịch năm 2024 diễn ra, đảng nào thu hút được mức độ nhiệt tình cao hơn trong cơ sở của mình thường giành chiến thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ nhiệt thành của cơ sở. Bất chấp những thách thức và trở ngại hiện nay, Đảng Cộng hòa vẫn thể hiện sự kiên cường và quyết tâm trong việc theo đuổi chiến thắng bầu cử, được thúc đẩy bởi mong muốn chung là duy trì các nguyên tắc và giá trị bảo thủ. Ngược lại, Đảng dân chủ phải vật lộn với mức độ nhiệt tình dao động và chia rẽ nội bộ, gây nghi ngờ về khả năng huy động những người ủng hộ một cách hiệu quả. Hơn nữa, những phát hiện của Gallup cho thấy xu hướng chung là giảm nhiệt tình giữa hai đảng phái so với các chu kỳ bầu cử trước đó. Quỹ đạo đi xuống này nhấn mạnh cảm giác vỡ mộng và chán nản với bối cảnh chính trị hiện tại, khi người Mỹ vật lộn với các vấn đề quản trị và lãnh đạo của Joe Biden. Trước những diễn biến này, Đảng Cộng hòa bắt buộc phải tận dụng lợi thế nhiệt tình của mình và tập hợp ủng hộ sự lãnh đạo của Trump như một ngọn hải đăng của hy vọng và sự thay đổi. Ngược lại, chính quyền của Biden phải đối mặt với sự chỉ trích và giám sát ngày càng nhiều, trong đó đảng của ông phải vật lộn để khơi dậy niềm tin và sự đoàn kết trong hàng ngũ của mình. Khi cuộc bầu cử năm 2024 sắp đến gần, Đảng Cộng hòa vẫn kiên định với cam kết khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ và thúc đẩy một chương trình nghị sự ưu tiên lợi ích của người dân Mỹ. Với sự lãnh đạo của Trump, GOP đã sẵn sàng mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng và tiến bộ mới, đẩy Biden và đảng của ông ta ra ngoài lề liên quan đến chính trị. Tóm lại, Cuộc thăm dò của Gallup nhấn mạnh sức mạnh lâu dài của lòng nhiệt tình của đảng Cộng Hòa và vai trò then chốt của nó trong việc định hình kết quả cuộc bầu cử năm 2024. Với việc Trump dẫn đầu, đảng Cộng Hòa có cơ hội đáng gồm để giành lại quyền lực và vạch ra lộ trình hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho quốc gia. Cuộc gây quỹ của Trump dự kiến sẽ phá kỷ lục, củng cố sự ủng hộ của GOP. Thưa quý vị, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump đã sẵn sàng làm nên lịch sử với buổi gây quỹ sắp tới của ông tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, với kỳ vọng tăng vọt lên con số đáng kinh ngạc là 43 triệu USD, ACS đưa tin hôm thứ Năm. Khoản lợi nhuận được dự đoán sẽ không chỉ vượt qua kỷ lục 26 triệu USD trước đó của Tổng thống Joe Biden, mà còn vượt dự đoán ban đầu của chiến dịch tranh cử của Trump là 33 triệu USD, thể hiện sự ủng hộ và nhiệt tình không ngừng dành cho cựu Tổng thống trong đảng Cộng hòa được dẫn dắt bởi tỷ phú quỹ phòng hộ John Paulson. Buổi gây quỹ hôm thứ Bảy được mệnh danh là bữa tối lãnh đạo nhậm chức của Trump, mang đến cho các nhà tài trợ cơ hội độc quyền dùng bữa tại bàn của Tổng thống với khoản đóng góp cấp chủ tịch là 824.600 USD. Mức gây quỹ chưa từng có này nhấn mạnh sự đoàn kết và ủng hộ vang dội dành cho sự lãnh đạo của Trump giữa các nhà tài trợ và những người ủng hộ đảng Cộng Hòa. Một người trong cuộc tiết lộ với Asia rằng sự kiện này đã vượt xa những mong đợi ban đầu, báo hiệu sự thể hiện mạnh mẽ, tình đoàn kết trong đảng Cộng Hòa và tái khẳng định cam kết kiên định của đảng này đối với tầm nhìn của Trump về tương lai nước Mỹ. Trong số những người đồng chủ trì đáng kính của sự kiện này, có những nhân vật nổi bật của chính quyền Trump và cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm các cựu đại sứ như Linda McMahon và Wilbur Ross, cũng như những nhân vật đáng chú ý như chủ sở hữu New York Jets Woody Johnson. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng như cựu chủ tịch tài chính chiến dịch tranh cử Todd Ricketts, ông trùm năng lượng Harold Ham và ông trùm sòng bạc Phil Ruffin ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt gây quỹ như một thời điểm then chốt trong sự trỗi dậy chính trị của Trump. Buổi gây quỹ hoành tráng này đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Trump cho chiến dịch tổng tuyển cử, thu hút những nhân vật chủ chốt từ cả chính trường lẫn thế giới kinh doanh. Những người tham dự đáng chú ý bao gồm các đối thủ chính trước đây của Trump như Thượng nghị sĩ Tim Scott, Vivek Ramaswamy và Thống đốc bang North Dakota Joe Burgum cùng với sự hiện diện quý giá của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Cuộc kêu quỷ chung giữa Safe America PAC của Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa nhấn mạnh những nỗ lực hợp tác nhằm huy động các nguồn lực và thúc đẩy sự ủng hộ cho chính nghĩa của đảng Cộng hòa. Với số tiền quyên góp lên tới 5.000 USD cho mỗi người đóng góp dành riêng cho các chi phí pháp lý của Trump thông qua PAC của ông. Sự kiện này đóng vai trò là một nền tảng quan trọng để tập hợp những hỗ trợ tài chính và sự đoàn kết đằng sau các sáng kiến của cựu tổng thống. Khi Trump chuẩn bị cho khả năng trở lại tòa bạch ốc, thành công vượt trội của đợt gây quỹ này là minh chứng cho sức hấp dẫn lâu dài và tầm ảnh hưởng của ông trong đảng Cộng Hòa. Với số liệu gây quỹ kỷ lục và sự nhiệt tình lan rộng của các nhà tài trợ, sự trỗi dậy của Trump như một lực lượng chính đáng gồm Báo hiệu một sự thay đổi địa chấn trong bối cảnh chính trị, đưa ông trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua giành chức tổng thống. Nhìn chung, buổi gây quỹ của Trump tại May Lago thể hiện một thời điểm quan trọng trong nỗ lực giành lại vai trò lãnh đạo của ông và leo lái Đảng Cộng hòa hướng tới chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Với mức độ hỗ trợ tài chính chưa từng có, khả năng gây quỹ của Trump nhấn mạnh khả năng khơi dậy sự nhiệt tình của người dân và định hình lại cục diện chính trị theo hướng có lợi cho ông.